Hi, xin chào mọi người. Hôm nay cùng vẽ một bông hoa cúc dễ thương của mình nhé. Chúng ta sẽ vẽ theo 4 bước như sau. Bước 1, chúng ta sẽ xác định hình dạng của nhụy hoa và cánh hoa. Cái phần trung tâm của cánh hoa sẽ có hình nửa khối cầu và hơi cong ở phía dưới. Các cánh hoa thì hình tia và cái cuống hoa thì đường thẳng nhé mọi người. Sau khi xác định được hình dạng cánh hoa thì chúng ta sẽ vẽ những cái chấm rất là nhỏ, đường đứt gãy thôi nhé. Đấy. Sau đó các cánh hoa chúng ta sẽ vẽ đường gân lá xung quanh, đường gân ở giữa. Bước thứ 3, chúng ta sẽ tập trung vào chi tiết của nhụy hoa ở phía giữa. Chúng ta sẽ thực hiện các đường cong rất là nhỏ, hình chữ C và những cái dấu chấm nho nhỏ thôi. Cái phần cánh hoa chúng ta cũng nhớ cái đường gân ở phía giữa. Cái cuống hoa thì chúng ta sẽ tô đậm. Và quan trọng nhất là cái bước hoàn thành đi mọi người ạ. Ở bước hoàn thành này chúng ta cũng tô đậm, chỉnh sửa lại cái phần nhụy hoa, tạo cái khối cho cái nhụy hoa hình cầu. Chúng ta tô đậm cái đường gân ở phía cánh hoa và quan trọng nhất là vẽ bóng, cho bóng đổ cho cái cánh hoa ở phía dưới. Những cánh hoa bị che khuất thì chúng ta sẽ phải đánh nó màu đen đậm hơn nhé mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ trục của cánh hoa. Hôm nay mình sẽ vẽ 2 bông, do vậy mình sẽ vẽ 2 cái trục hơi cong nhẹ để tạo một cái độ tự nhiên cho bông hoa. Sau đó chúng ta phác thảo cái hình khối của bông hoa như ở bước 1 nha mọi người. Làm tương tự cho bông hoa thứ 2. Sau khi vẽ cuống hoa thì chúng ta sẽ vẽ các nhánh của lá. Thì mình vẽ rất là đơn giản, do vậy nên cái lá mình sẽ vẽ những đường thẳng và hơi cong nhẹ một chút. Đến bước tô bóng cho cái nhụy hoa thì mình đầu tiên mình phải chú ý đến cái đường viền là phải đứt quãng nha mọi người. Phải đứt quãng. Cánh hoa thì sẽ có một cái đường cong nhẹ ở cái phần đuôi của cánh hoa. Mọi người làm tương tự cho đến hết các cánh hoa. Các cánh bị che khuất thì chúng ta vẽ một đường cong và hơi hở ra một chút thôi nhé. Vẽ cuống hoa. Làm tương tự cho bông hoa thứ 2. Mình thích sự đơn giản, do vậy mình sẽ vẽ những chiếc lá hình cong nhẹ thôi để trang trí thêm sinh động. Giờ thì dùng tẩy để tẩy những nét chì cũ nha mọi người. Ta da, xong rồi. Đến phần đánh bóng cho lá thì mình đánh ở phía đầu và phía cuối của gốc của chiếc lá nha mọi người. Đến cánh hoa cũng vậy. Ở trung tâm chúng ta cũng sẽ làm đậm và ở cái phần viền ngoài cùng của cánh hoa chúng ta sẽ gạch một chút, một cái đường thẳng hơi cong nhẹ
Chúng ta làm tương tự cho đến hết các cánh hoa còn lại. Đến phần nhụy hoa thì chúng ta sẽ tạo những cái đường cong rất là nhỏ và những cái chấm nhỏ li ti. Cái phần cuối của bông hoa, cái phần cạnh cánh hoa thì chúng ta sẽ làm đậm hơn, có cái phần cong hình bán nguyệt ấy, mọi người có tưởng tượng ra không ạ? Sau đó ta sẽ gạch một số ít các đường thẳng để tạo nên cái độ điểm nhấn của cái nhụy hoa. Và giờ đến các khe kẽ của những cái cánh hoa bị che lấp thì lúc này chúng ta sẽ đánh đậm hơn rất là nhiều so với cánh hoa được đón ánh nắng nha mọi người. Cái phần khe kẽ của bông hoa chúng ta nhấn thật là đậm lên thì trông bông hoa sẽ sinh động, sống động và trông chuyên nghiệp hơn rất là nhiều đấy. Những cánh hoa trồng lấp lên nhau cũng vậy, những cái cánh hoa san sát nhau chúng ta cũng sẽ vẽ thêm một chút. Phần cuống hoa sẽ đậm ở gần bông hoa hơn, do vậy chúng ta đánh thật đậm ở cạnh bông hoa. Và ta-da, xong rồi. Giờ thì ký tên thôi nào. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây nhé. Thank you for watching me. Follow me nhé.